cái người mà ví dụ như nhịn ăn sáng từ trước nay, nhiều người làm lắm, nhưng mà họ làm không có kết quả vì họ thiếu một cái phương tiện. Tất cả tivi cho ôm đây, rồi nếu mà khó chịu cái gì ho hay cái gì thì cần cổ đây, không thì đó, từ đó đó 3 tháng trời mà tôi đi khám đó, cái bà bác sĩ bà hỏi bộ lúc này ông cử dữ lắm hả? Tại vì cái đường ông nó lúc ổn sau này nó ổn định mà nó xuống chứ không phải nó lên, nó ổn định mà ổn định xuống. Ngày xưa đó tôi là nghĩa là 6,7, 6,8 mà bây giờ là tôi chỉ còn 6,2 mà 3 lần đi khám rồi. Sao phải hay nó stabil mà nó giữ lại dưới cái trung bình, cái trung bình nữa. Thì bà bác sĩ ba nói tôi ông cử dữ lắm phải không? Tôi nói tôi cũng ăn bình thường thôi, nghĩa là những rượu này kia đồ ngọt thì ok, mình bị tiểu đường thì mình nên tránh cái đó. Thì bây giờ tôi khuyên anh chị em mấy lần này mình nên ôm đá rất là tốt thật á, nhất là mùa đông mình ôm đá mình rất là vậy. Mà tôi nói nó ấm mà mình ngủ một giấc rất là ngon. Ngày xưa mình ngủ mà thí dụ nửa chừng mà anh giật mình dậy anh ngủ lại khó chịu lắm, làm sao người anh nó làm như nó bần thần vậy đó. Mà từ ngày tụi tôi ôm đá nghe là vô là không biết trời đất gì hết, ngủ ngày hôm sau sáng là thoải mái, rất là sướng ông mình thoải mái. Không phải tại vì nó vậy nè, là khi mình ngủ á về nguyên tắc á là 20% lượng máu nó về não. Khi mà mình chườm đá đó thì 20% lượng máu nó về đầy đủ, do đó nó làm cho mình có một cái giấc ngủ ngon sâu, là tại vì cái lượng oxy nó vô đầy đủ để lúc nào mình ok. Bây giờ bắt đầu là tôi cái phần tôi coi lại cái bệnh giùm cho một vài người, thì ai có nhu cầu xin mời lên đây. Kết thúc không có, đi luôn về tôi đi, tôi đặt trước đi. Rồi nói bệnh cái gì nè, cái bệnh tiểu đường của tôi đó tính ra đây cũng có 200 người, nhưng mà hồi xưa thì tôi thì chỉ uống thuốc thôi, nhưng mà uống thuốc uống hoài nó càng ngày càng tăng, nhưng mà cái đất biển tôi đó, nó cũng không có nên tăng, là tôi không mấy cử gì nhiều, là cái đường của tôi đó nó càng ngày càng lớn hoài, coi như nó càng cao, nó không được xuống nữa. Rồi riết cái đường của tôi á, coi như thuốc của nó hết trị được rồi, cái cơ thể tôi á kêu cái đất trên mặt nó bao spa đưa rồi, nó không có hoạt động được nữa, coi như phải dùng insulin là chích vô á để cho cái đường nó xuống bớt. Nhưng mà cái miệng của tôi giờ á cũng chưa có cử được thịt này kia nọ, cũng ăn hoài bởi vậy á thì coi cái cơ thể tôi á, cái mỡ cái đường này kia nó cao hoài, bởi vì nó ảnh hưởng tới tim, rồi mỡ nó cũng lên cao nữa. Mỡ thì tốt, chỉ cái đường là cao thôi, cái gì cũng tốt hết trơn á, cái thận cái gì cũng tốt hết trơn á, chỉ có cái đường nó cao thôi. Thành ra thời gian nó lâu ngày nó dài quá rồi đó, rồi cái đường á làm cho mấy mạch máu á nó bị nghẹt lại đi. Rồi thành ra cái trong 10 năm về trước tôi đi mổ tim, rồi cái nó khỏe lại rồi. Nhưng mà bây giờ á có cái thân thể của nó hình như đó nó cũng là trở lại cái mấy cái mạch máu bị nghẹt nữa. Đúng rồi, thì cái đó thì mình đừng nói cái đó đi, nó có đường. Nhưng bây giờ á thì mấy năm nay á được rồi, hai ba năm nay á một ngày á tôi đi tiểu thường lắm, một tiếng hồ tôi đi tiểu một lần. Mà đi tiểu một lần á thì chỉ ít thôi chứ không có nhiều, nhưng mà thường đi thường xuyên lắm đó. Bây giờ tôi muốn hỏi thầy bây giờ có cách nào trị cho nó mà giảm bớt đi rồi nó cái gì cả. Rồi đối với trường hợp anh á là tôi nghĩ cũng không có gì mà khó khăn hết á. Mà anh làm cứ thực hiện đúng cái lời tôi á thì năm sau á là ngày này mà tôi vòng trở lại á thì anh cũng sẽ trả lời giống hệ thống này vậy hả? Tức là cái đường anh sẽ trở lại ổn định, và cái mà dùng cái insulin của anh á là lần dần nó sẽ giảm, tại vì cái đuôi tụy khi mà thiết insulin á là bây giờ nó liệt hết rồi, bây giờ bắt buộc là phải dùng cái thuốc bên ngoài mà cái chỗ đó nó không có làm việc được nữa. Đúng rồi. Thì bây giờ là thứ nhất á là như nãy tôi nói á, là anh nhịn ăn 12 giờ trưa cho tới 12 giờ tối, cho 12 giờ trưa. Ha. Cái đó thì được. Nhưng mà cái điều quan trọng á là anh không được uống cái nước gì hết. Ngoài nước lọc thôi. Nước lọc thì có được. Nước lọc thôi. Mà anh không có uống bất cứ một cái gì ngọt, cola hay là bánh kẹo hay là cái gì, bất cứ gì cũng không có dùng. Là tại vì khi mà mình ngưng ăn đó thì lập tức á
là cái đường mà dự trữ trong cơ thể anh á bắt buộc nó phải mở cửa ra. Nó phải mở cửa ra. À, mà nó nói á là không mở không được. Hồi xưa giờ cái thằng mà chỗ mà nó không có tiết insulin á, nó nói bây giờ tao chết rồi. Bây giờ mày lấy ra ngoài. À, mày phải lấy ngoài. Cái bây giờ ông nói à, mày muốn chết tao cho mày chết luôn. Thì tự động á nó phải cứu anh sống. Thì nó bắt buộc nó nói thôi đi mở cửa ra thử coi sao. Tất nhiên là chìa khóa rồi nó cũng xét hết rồi. Nhưng mà từ từ nó sẽ mở ra được. Bắt buộc nó phải mở bắt đi cứu cho mấy anh chết. Thấy không? Mà anh không có viện trợ rồi bắt buộc nó phải mở. Và khi mà anh làm được một thời gian như vậy rồi đó thì nó sẽ quen đi. Sẽ quen đi và nó sẽ làm việc trở lại. Nhưng mà không phải cái người mà ví dụ như nhịn ăn sáng từ trước nay nhiều người làm lắm. Nhưng mà họ làm không có kết quả. Vì họ thiếu một cái phương tiện đó là nuốt không khí. À, thì chút xíu á, sau cái giờ này á, thì cái giờ nuốt không khí á, hiện ra thì đây có giáo sư chuyên gia nuốt không khí đó, ngồi trên kia kìa. Có người thiếu thí nghiệm rồi đó. À, đó thì ông sẽ hướng dẫn cho. Thầy làm thì chính xác hơn. Không, tại vì tôi muốn cho giáo sư làm việc. Để gì với em? Để khi mà tôi về em ấy, khi tôi về thì là ông này em sẽ làm một cái ở đây sẽ lập ra cái câu lạc bộ tiểu đường và tiểu đường. Làm cái câu lạc bộ tiểu đường. Thế thì ai tiểu đường quốc lại đây. Em là cứ là một tuần nửa tháng họp lại cái báo cáo một lần. Đúng rồi. Em là cái nhất. Thì cái tiếp nữa là bắt buộc anh phải chườm đá rồi. Thì chườm đá thứ nhất là phải chườm gan. Thứ hai là phải chùm động mạch cảnh. Đó. À, thì cứ tối ngủ là trước khi ngủ làm cứ làm cho tôi. Có cho một ngày một lần hai lần. Ở một lần được rồi. Lần được rồi. À, tối đi ngủ là làm được rồi. Nè, thì anh Kim thực hiện được cái đó thì cái tất cả những cái gì mà anh nói á, là nó ổn định. À, rồi cái thứ hai là anh có thể là chia ra chia làm hai. À, là buổi cũng được là buổi chiều. Buổi chiều á thì anh hoặc là ban ngày nếu anh rảnh á thì anh chờ mấy gan với anh chờ dưới rốn. Dưới rốn ngay chỗ bông đáy nè. Ngay chỗ này nè. Thì anh chờ. Còn tối đi ngủ á thì anh chờ gan với anh chờ động mạch cảnh. Mục đích chờ cái đây làm gì? Tại vì á của anh á là nó gọi là congestion prostate. Tức là anh bị phù nề tuyến tiền liệt. Chứ không phải u sơ tuyến tiền liệt đó nha. Mới bị phù nề thôi. Khi nó phù nề á là nó congestion á thì nó chèn cái bàng quang. Thành ra là anh uống nước vô chút xíu nó phù nề, nó chèn cái bàng quang vô nó mắc anh đi tiểu. Mà đi tiểu nhiều. Tại vì đi tiểu chút xíu thôi. Đi lắc nhắc rồi anh vô cái hơi bắt tiểu nữa, chạy ra tiểu nữa. Ha. Nhưng mà tôi báo cho anh tin mừng nếu mà anh chữa không xong á thì mốt nó tắc đường tiểu anh phải vô mổ. Đúng có thể. Nó không thì nó sẽ nói cho anh như đó. Dạ đúng rồi. Anh là bác sĩ anh nói thôi bây giờ cho mày uống thuốc. Ha. Nhưng mà mày tối thôi mày đừng ăn canh. À, mà đừng cái này nọ thì nó bị ăn canh đồ nước uống nước nhiều nó mất tiểu rồi nó chèn vô phải đi tiểu. À, thì bây giờ khi anh đã chồm rồi thì vô tư anh sẽ không còn mất tiểu lắc nhắc chuyện đó nữa. À, còn nói là đi tiểu đêm không phải đâu, ban ngày cũng vậy, ban ngày cũng vậy nữa, ban ngày cũng vậy nữa. Yeah. Mà khi mà đi mất tiểu anh kìm không được. Đúng anh phải đi liền. Có nhiều khi á vô tới trong toilet là chưa kịp tuôn pin đái mẹ rồi. Có cái đó triệu chứng đó là triệu chứng của phù nề tuyến tiền liệt. Cũng như là mình á, nhiều khi á mình biết mình còn có ngoài xe hay bỏ ngoài á mình còn nhịn được. Tới toilet rồi á phải đi lẹ liền, nếu mà đi không kịp á đó tôi sẽ tái ra ngoài đây nè. Tôi nói ông ngồi xe nha, ông chạy thêm tiếng hồ nó cũng sao. Đúng rồi. Nhưng mà ông bước vô toilet này. Đúng rồi. Nó là một cái tờ hỏi liền. Tự nhiên. Cái tờ hỏi liền. Là nói liền. Thành ra là ông tới đó là chưa tới toilet nào phải dịch quần vừa chạy. Đúng rồi. Vừa chạy đi dịch quần. Đúng rồi. Đó. Thì cái triệu chứng đó là ông chồm cái dùng gan với dùng cái bằng ở dưới chúng ta là bảo đảm hết. Rồi. Tiểu đường ông. Tôi cũng đã có giải quyết rồi. Rồi không còn gì để nói nữa. Chút xíu là kia lấy đủ hai đá về. Em nói tại vì anh này mới gặp anh ngày xưa đó tôi cũng rất là bị tiểu thường lắm. Nhưng mà từ ngày tôi chồng đá bây giờ nói với anh cười đó, 7 tiếng đồng hồ tôi không bị tiểu. Anh vô hay vậy đó hả? 7 tiếng đồng hồ tôi không bị tiểu. Thật sự đó, đêm cũng như ngày.
tôi đêm á, đêm thì 2 tiếng hồ phải đi lặng đó, ban ngày 1 tiếng hồ phải đi lặng. 7 tiếng hồ tôi không đi tiểu. Được, thì là hay đó. Nhưng mà tôi nói anh á, chưa đâu. Cái chuyện cái tim anh á, tôi hy vọng rằng anh sẽ không còn mổ nữa. Nếu anh chồng đúng như tôi là. Rồi thôi xong rồi, để nhường cho người khác. Okay. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.